Hán Bộ quyển 2. 2. Chư Thiên Dương giải thoát môn. Diệu Diệm Hải đại tự tại Thiên Dương được giải thoát môn, có sức phương tiện tịnh tịnh khắp pháp giới hư không giới. Tự tại danh xưng Quang Thiên Dương được giải thoát môn, quan sát khắp tất cả pháp đều tự tại. Thanh tịnh công đức Nhãn Thiên Dương được giải thoát môn, biết tất cả pháp vô tướng, không sanh diệt, không lai khứ, vô công dụng hành. Khả Ái Nhạo Đại Huệ Thiên Dương được giải thoát môn, biển trí huệ hiện, thấy thật tướng của tất cả pháp. Bất Động Quang Tự Tại Thiên Dương được giải thoát môn, đại định phương tiện, đem lại vô biên sự an lạc cho chúng sanh. Diệu Trang Nghiêm Nhãn Thiên Dương được giải thoát môn, quan sát pháp tịch tịnh, dứt những si mê bố quý. Thiện Tư Duy Quang Minh Thiên Dương được giải thoát môn, công hành tư duy khéo vào vô biên cảnh giới, chẳng khởi tất cả cõi hữu lậu. Khả Ái Nhạo Đại Trí Thiên Dương được giải thoát môn, đến thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bất động vô sở y. Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Dương được giải thoát môn, vào cảnh giới tịch tịnh khắp hiện quang minh của Phật. Danh Xưng Quang Thiện Tinh Tấn Thiên Dương được giải thoát môn, an trụ nơi chỗ tự mộ mà dùng vô biên cảnh giới rộng lớn làm cảnh sở duyên. Bấy giờ Diệu Diệm Hải Thiên Dương nương qua lực của Phật quan sát khắp các chúng đại tự tại thiên, rồi nói kệ rằng: Thân Phật phổ biến các đại hội, đầy khắp pháp giới không cùng tận, tịch diệt vô tánh bất khả thủ, vì cứu thế gian mà xuất hiện, Như Lai Pháp Vương xuất thế gian, thắp đèn diệu pháp chiếu cõi đời, cảnh giới vô biên cũng vô tận. Đây chỗ chứng của tự tại danh. Phật bất tư nghị rời phân biệt, rõ mười phương đều không có tính, mở đạo thanh tịnh để dạy đời. Tịnh Nhãn Thiên Dương quan sát thấy, Như Lai trí huệ vô biên tế, tất cả thế gian chẳng lường được, diệt lòng si tối của chúng sanh. Đại Huệ Thiên Dương được an trụ, Như Lai công đức bất tư nghị, chúng sanh thấy Phật hết phiền não, khiến khắp thế gian được an vui. Bất Động Thiên Dương đã được thấy, chúng sanh tối tâm thường lầm lỗi, Như Lai dạy cho pháp tịch tịnh, là đèn trí huệ sáng soi đời. Diệu Nhãn Thiên Dương có thể biết sắc thân tịnh diệu của Như Lai, hiện khắp mười phương không gì sánh, thân Phật vô tánh vô sở y. Thiện Tư Thiên Dương quan sát được thinh âm của Phật vô hạn ngại, kẻ đáng được độ đều được nghe, nhưng Phật vắng lặng thường bất động. Nhạo Trí Thiên Dương chứng môn này, Như Lai tịch tịnh bực giải thoát, hiện khắp mười phương không sót chỗ, quang minh soi sáng khắp thế gian. Nghiêm Tràng Thiên Dương đã được thấy vô biên kiếp hải thuở quá khứ, Phật vì chúng sanh cầu giác đạo, vô lượng thần thông độ muôn loài. Danh Sư Thiên Dương đã thấy được Khả Ái Nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Dương được giải thoát môn, quan sát khắp căn cơ tất cả chúng sanh để thuyết pháp dứt nghi. Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Dương được môn giải thoát, theo sự tưởng niệm làm cho được thấy Phật. Tối Thắng Huệ Quang Minh Thiên Dương được môn giải thoát, thân pháp tánh bình đẳng trang nghiêm vô sở y. Tự Tại Trí Huệ Tràng Thiên Dương được giải thoát môn, rõ biết tất cả pháp thế gian trong một niệm an lập bất tư nghị biển trang nghiêm. Nhào Tịch Tịnh Thiên Dương được giải thoát môn, nơi một lỗ chân lông hiện bất tư nghị Phật độ không chướng ngại. Phổ Trí Nhãn Thiên Dương được giải thoát môn, quán sát pháp giới. Nhạo Truyền Huệ Thiên Dương được giải thoát môn, vì tất cả chúng sanh trong vô biên kiếp thường xuất hiện vô lượng thân. Thiện Chủng Huệ Quang Minh Thiên Dương được giải thoát môn, quán tất cả cảnh giới thế gian, chứng nhập pháp giới bất tư nghị. Vô Cấu Tịch Tịnh Quang Thiên Dương được giải thoát môn, khai thị pháp xuất yếu cho tất cả chúng sanh. Quảng Đại Thanh Tịnh Quang Thiên Dương được giải thoát môn, quan sát tất cả chúng sanh đáng được quá độ, làm cho họ chứng nhập Phật pháp. Lúc đó Khả Ái Nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Dương thừa qua lực của Phật, quan sát khắp tất cả thiên chúng Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quảng Quả Thiên, rồi nói kệ rằng: Cảnh giới của Phật bất tư nghị, tất cả chúng sanh chẳng lường được, khiến chúng sanh kia đều tin hiểu, ý nguyện rộng lớn không cùng tận. Nếu có chúng sanh kham thọ pháp, thần lực của Phật dìu dắt họ, khiến họ thường thấy Phật hiện tiền. Nghiêm Hải Thiên Dương thấy như vậy, tất cả pháp tánh vô sở y, Phật hiện thế gian cũng như vậy, khắp trong các cõi không chỗ nương. Nghĩa này Thắng Huệ quan sát được, theo lòng chúng sanh chỗ mong muốn, thần lực của Phật đều hiện được, mỗi mỗi sai khác bất tư nghị. Huệ Tràng Thiên Dương đã được chứng bao nhiêu cõi nước vỡ quá khứ, trong lỗ chân lông hiện đủ cả. Đây là chư Phật đại thần thông, Tịch Tịnh Thiên Dương tuyên thuyết được, tất cả pháp môn không cùng tận.
hội trong đạo tràng của một pháp, pháp tánh như vậy. Phật nói rằng: môn phương tiện này trí nhãn biết, bao nhiêu cõi nước ở mười phương xuất hiện trong đó mà thuyết pháp. Thân Phật không đến cũng không đi, đây cảnh giới của nhạo truyền huệ. Phật xem thế pháp như gian bóng, vào chỗ rất sâu của pháp kia. Nói các pháp tánh thường yên lặng, thiện chủng thiên dương hay thấy biết, Phật khéo rõ biết các cảnh giới. Theo cơ chúng sanh rưới pháp màu, dạy môn xuất yếu bất tư nghị, tịch tịnh thiên dương hay ngộ nhập, Thế Tôn thường dùng từ bi lớn, vì độ chúng sanh mà hiện thân. Bình đẳng thuyết pháp đều được nhờ, quảng đại thiên dương đã chiếm được. Thanh tịnh huệ danh xưng thiên dương được giải thoát môn, rõ thấu đạo phương tiện giải thoát tất cả chúng sanh. Tối thắng kiến thiên dương được môn giải thoát, khắp thị hiện theo chỗ ưa thích của tất cả chư thiên, như gian như bóng. Tịch tịnh đức thiên dương được giải thoát môn, phương tiện lớn trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả cảnh giới Phật. Tu di âm thiên dương được giải thoát môn, mãi lưu chuyển trong biển sanh tử theo các chúng sanh. Tịnh niệm nhãn thiên dương được giải thoát môn, hỷ nhớ công hạnh điều phục chúng sanh của Như Lai. Khả ái nhào phổ chiếu thiên dương được giải thoát môn, vô lượng phổ môn Đà La Ni thường diễn thuyết. Thế gian tự tài chủ thiên dương được giải thoát môn, có thể làm cho tất cả chúng sanh gặp Phật sanh tính tâm. Quan niệm tự tại thiên dương được giải thoát môn, có thể làm cho tất cả chúng sanh nghe pháp tin mừng mà được xuất ly. Nhào tư duy pháp biến hóa thiên dương được giải thoát môn, chứng nhập công hạnh điều phục của tất cả Bồ Tát vô biên vô tận như hư không. Biến hóa tràng thiên dương được giải thoát môn, bi trí rộng lớn quán sát vô lượng phiền não của chúng sanh. Tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên dương được giải thoát môn, phổ quang minh hiện thân khẩu ý của Phật nhiếp hóa chúng sanh. Lúc đó thanh tịnh huệ danh xưng thiên dương thừa qua lực của Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng, thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biến tình thiên, rồi nói kệ rằng: rõ biết pháp tánh là vô ngại, hiện khắp mười phương vô lượng cõi, nơi cảnh giới Phật chẳng nghĩ bàn, khiến chúng đồng quy biển giải thoát. Như Lai ở đời vô sở y, hiện trong các cõi như gian bóng, pháp tánh rốt ráo không khởi sanh. Thắng kiến thiên dương được ngộ nhập, từ vô lượng kiếp tu phương tiện thanh tịnh các cõi khắp mười phương, pháp giới bất động thường như như. Tịnh đức thiên dương đã tỏ ngộ, chúng sanh ngu si bị chướng che, mù tối thường ở trong sanh tử. Như Lai dạy cho đạo sạch trong, tu di âm dương được giải thoát. Chư Phật thật hành đạo vô thường, tất cả chúng sanh không lường được. Thị hiện các thứ phương tiện môn, tịnh nhãn thiên dương quan sát rõ. Như Lai thường dùng môn tổng trì, nhiều như di trần trong các cõi, dạy bảo chúng sanh khắp mọi nơi. Phổ chiếu thiên dương đã chứng nhập, Như Lai ra đời rất khó gặp, qua vô lượng kiếp gặp một lần, làm cho chúng sanh hiểu biết tin. Tự tại chủ thiên đã chứng được, Phật nói pháp tánh đều vô tánh, rộng lớn rất sâu chẳng nghĩ bàn, khiến khắp chúng sanh khởi lòng tin. Quan diệm thiên dương khéo rõ biết, tam thế Như Lai công đức đủ, quá độ chúng sanh bất tư nghị, suy nghĩ nơi kia sanh mừng vui. Nhạo pháp thiên dương khai diễn được, chúng sanh chìm trong biển phiền não, kiến trường ngu si rất đáng sợ. Như Lai thương xót khiến thoát ly, quá tràng thiên dương quán sát thấy. Như Lai thường phóng đại quang minh, trong mỗi quang minh vô lượng Phật đều hiện Phật sự hóa chúng sanh. Diệu âm thiên dương đã chứng nhập, khả ái nhạo quang minh thiên dương được giải thoát môn, thường hưởng thọ vui tịch tịnh mà có thể quá hiện tiêu diệt khổ thế gian. Thanh tịnh diệu quang thiên dương được giải thoát môn, tâm đại bi tương ưng lòng hỷ lạc của tất cả chúng sanh. Tự tại âm thiên dương được giải thoát môn, trong một niệm khắp hiện năng lực phước đức cho tất cả chúng sanh trong vô biên kiếp. Tối thắng niệm trí thiên dương được giải thoát môn, khiến khắp tất cả thế gian thành trụ hoại đều như hư không thanh tịnh. Khả ái nhạo tịnh diệu âm thiên dương được giải thoát môn, ưa thích tin nhận giáo pháp của tất cả thánh nhân. Thiện tư duy âm thiên dương được giải thoát môn, có thể trải qua kiếp số diễn thuyết nghĩa và phương tiện của tất cả địa. Diễn trang nghiêm âm thiên dương được giải thoát môn, phương tiện cúng dường tất cả Bồ Tát lúc từ đâu xuất thiên cung giáng sanh. Thầm thâm quan âm thiên dương được giải thoát môn, quán sát biển vô tận thần thông trí tuệ. Quảng đại danh xưng thiên dương được giải thoát môn, biển công đức của tất cả chư Phật đầy đủ sức phương tiện xuất hiện thế gian. Tối thắng tịnh quang thiên dương được giải thoát môn, phát sanh lòng tin sâu ưa thích đối với nguyện lực khởi trước của Như Lai. Lúc đó khả ái nhào quang minh thiên dương thừa qua lực của Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, rồi nói kệ rằng:
Tôi nhớ Như Lai khởi kiết tu, kính thờ cúng dường vô biên Phật, như hạnh thanh tịnh tính tâm xưa. Thưa Phật quay thần, nay đều thấy thân Phật vô tướng lìa cấu nhiễm, thường trụ từ bi luôn xót thương, thế gian ưu khổ đều khiến trừ, diệu quang thiên dương được giải thoát. Phật pháp trọng lớn không ngàn mé, tất cả quốc độ hiện vào trong. Cõi kia thành hoại đều chẳng đồng, tự tại âm dương môn giải thoát, Như Lai thần lực không ai sánh, hiện khắp mười phương cõi rộng lớn. Trang nghiêm thanh tịnh thường hiện tiền, niệm trí thiên dương đã chứng được, với trần số cõi khắp mười phương, có bao nhiêu Phật đều thờ kính. Nghe pháp dứt nhiễm chẳng luống công, diệu âm thiên dương đã chứng nhập, Phật trong vô lượng vô số kiếp, diễn thuyết phương tiện không ai hơn. Phật pháp vô cùng cũng vô biên, thiên tư thiên dương đã được thấy, Như Lai thần biến vô lượng môn. Một niệm hiện ở tất cả chỗ, giáng sanh thành đạo phương tiện lớn, là môn giải thoát của nghiêm âm, thần lực gia hộ hay diễn thuyết, và hiện thần thông của chư Phật, làm cho thanh tịnh theo căn cơ. Quan âm thiên dương đã được chứng, Như Lai trí huệ không ngàn mé, thế gian không sánh không nhiễm trước, từ tâm ứng dật khắp hiện tiền. Danh sư thiên dương đã được ngộ, Phật xưa tu tập bồ đề hạnh, cúng dường thập phương tất cả Phật, ở trước chư Phật phát đạo tâm, tối thắng thiên dương đã thấy biết. Thi khí phạm dương được giải thoát môn, trụ khắp trong đạo tràng mười phương, thuyết pháp chỗ thực hành thanh tịnh không nhiễm trước. Huệ quang phạm dương được giải thoát môn, khiến tất cả chúng sanh nhập chánh thiền định. Thiền tư huệ quang minh phạm dương được giải thoát môn, vào khắp tất cả pháp bất tư nghị. Phổ dân âm phạm dương được giải thoát môn, vào tất cả biển âm thanh của chư Phật. Quán thế ngôn âm tự tài phạm dương được giải thoát môn, có thể ghi nhớ phương tiện giáo hóa tất cả chúng sanh của Bồ Tát. Tịch tịnh quang minh nhãn phạm dương được giải thoát môn, hiện tất cả tướng nghiệp báo thế gian đều sai khác. Phổ quang minh phạm dương được giải thoát môn, tùy phẩm loại sai khác của tất cả chúng sanh đều hiện thân ra trước họ để điều phục. Biến hóa âm phạm dương được giải thoát môn, trụ cảnh giới hành tướng tịch diệt thanh tịnh của tất cả pháp. Quang diệu nhãn phạm dương được giải thoát môn, đối với tất cả cõi hữu lậu, không chấp trước, không y chỉ, không ngàn mé, thường xuyên xuất hiện. Duyệt y hải âm phạm dương được giải thoát môn, thường tư duy quán sát vô tận pháp. Lúc đó thi khí phạm đại dương, thừa quay lực của Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng, phạm chúng thiên, phạm phù thiên, đại phạm thiên, rồi nói kệ rằng: thân Phật thanh tịnh thường tịch diệt, quang minh chói sáng khắp thế gian, không tướng không hành không hình bóng, ví như mây nổi giữa không gian. Phật thân như vậy cảnh giới định, tất cả chúng sanh không thể lường, thị hiện phương tiện khó nghĩ bàn. Huệ quang thiên dương đã ngộ được, thế giới di trần biển pháp môn, một lời diễn thuyết không còn sót, kiếp hải như vậy nói không cùng. Thiện tư phạm dương được giải thoát, viên âm chư Phật khắp thế gian, chúng sanh tùy loài đều được hiểu. Nhưng nơi âm thinh vô phân biệt, phổ âm phạm dương ngộ như vậy, bao nhiêu viên Phật trong ba đời hướng đến phương tiện bồ đề hành, tất cả đều hiện nơi Phật thân. Âm tự tại dương môn giải thoát, tất cả chúng sanh nghiệp sai khác, tùy chỗ nhân cảm đều khác nhau. Thế gian như vậy Phật hiện đều, tịch tịnh quang dương được ngộ nhập, vô lượng pháp môn đều tự tại, điều phục chúng sanh khắp mười phương, cũng chẳng phân biệt nơi trong đây. Phổ quang thiên dương đã rõ biết, Phật thân vô tận như hư không, vô tướng vô ngại khắp mười phương, như quyển như quá khắp ứng hiện, biến hóa âm dương đã ngộ được. Thân tướng Như Lai không ngàn mé, trí huệ âm thanh cũng như thế, hiện thân vô trước ở thế gian. Diệu quang thiên dương đã chứng nhập, pháp dương an trụ cung diệu pháp, pháp thân quang minh soi tất cả, pháp tánh vô tướng không gì bằng, hải âm phạm dương được giải thoát. Tự tại thiên dương được giải thoát môn, hiện tiền thành thục vô lượng chúng sanh tự tại. Thiền mục chủ thiên dương được giải thoát môn, quán sát sự vui của tất cả chúng sanh, làm cho họ được vào cảnh giới vui của thánh nhân. Diệu bửu tràng quang thiên dương được giải thoát môn, tùy theo những chỗ muốn hiểu biết của chúng sanh, làm cho họ thực hành. Dũng mãnh huệ thiên dương được giải thoát môn, khắp giúp tất cả nghĩa diễn thuyết vì tất cả chúng sanh. Diệu âm cố thiên dương được giải thoát môn, ghi nhớ đại từ rộng lớn của Như Lai, tăng tấn công hạnh của tự mình. Diệu quang tràng thiên dương được giải thoát môn, thị hiện đại bi dứt trừ tất cả tràng kiêu mạn. Tịch tịnh cảnh thiên dương được giải thoát môn, điều phục tâm sân hại tất cả thế gian. Diệu luân trang nghiêm tràng thiên dương
được giải thoát môn, tùy sự nghĩ nhớ đều đến phó hội để đạo tràng của vô biên chư Phật mười phương. Qua Quang Huệ Thiên Dương được giải thoát môn, tùy tâm niệm của chúng sanh khắp hiện thành chánh giác. Nhân Đà La Diệu Quang Thiên Dương được giải thoát môn, quay lực tự tại lớn vào khắp tất cả thế gian. Lúc đó tự tại Thiên Dương thừa quay lực của Phật quán sát khắp tất cả tha hóa tự tại thiên chúng, rồi nói kệ rằng: Phật thân cùng khắp đồng pháp giới, khắp ứng chúng sanh đều hiện tiền. Các thứ giáo môn thường dài cao, nơi pháp tự tại hay khai ngộ, thế gian chỗ có các điều vui, thánh tịnh diệt lạc là hơn hết, trụ trong pháp tánh lớn mênh mông. Diệu Nhãn Thiên Dương quán sát thấy Như Lai xuất hiện khắp mười phương, theo tâm chúng sanh mà thuyết pháp, tất cả lòng nghi đều dứt trừ. Diệu Tràng Thiên Dương được giải thoát, chư Phật khắp nơi diễn pháp màu, những pháp đã nói vô lượng kiếp hay nói hết cả nơi một lần. Dũng Mãnh Thiên Dương đã rõ biết đức từ rộng lớn của thế gian chẳng bằng mảy lông của Đức Phật. Từ tâm của Phật như hư không, Diệu Âm Thiên Dương đã địch ngộ núi cao ngã mạn của chúng sanh, Phật lực giết trừ không còn sót. Công dụng đại bi của Như Lai, Quang Tràng Thiên Dương được giải thoát, Huệ Quang Thanh Tịnh khắp thế gian, những người được thấy trừ si ác, các đường ác đạo cũng được liền. Tịch Cảnh Thiên Dương được tỏ ngộ ánh sáng chân long hay diễn thuyết, hiện chư Phật đồng số chúng sanh, tùy chỗ thích ưa đều được nghe. Nghiêm Tràng Thiên Dương môn giải thoát, Như Lai tự tại chẳng thể lường, pháp giới hư không đều đầy khắp, tất cả chúng hội thấy rõ ràng. Qua Quang Thiên Dương chứng nhập được vô lượng vô biên biển đại kiếp, hiện khắp mười phương mà thuyết pháp, chưa từng thấy Phật có đến đi. Diệu Quang Thiên Dương đã tỏ ngộ, Thiền Quá Thiên Dương được giải thoát môn, khai thị tất cả thần lực biến hóa. Tịch Tịnh Âm Quang Minh Thiên Dương được giải thoát môn, rời bỏ tất cả phan duyên. Biến hóa lực Quang Minh Thiên Dương được giải thoát môn, trừ diệt tâm si ám của tất cả chúng sanh, cho họ được đầy đủ trí huệ. Trang Nghiêm Chủ Thiên Dương được giải thoát môn, thị hiện vô biên âm thanh vừa ý. Niệm Quang Thiên Dương được giải thoát môn, rõ biết vô tận tướng phước đức của tất cả chư Phật. Tối Thượng Dân Âm Thiên Dương được giải thoát môn, biết khắp thứ lớp thành hoại của tất cả kiếp quá khứ. Thắng Quang Thiên Dương được giải thoát môn, khai ngộ trí huệ tất cả chúng sanh. Diệu Kế Thiên Dương được giải thoát môn, phóng quang khắp đến hư không giới mười phương. Hỷ Huệ Thiên Dương được giải thoát môn, sức tinh tấn tất cả công việc làm không ai phá hoại được. Qua Quang Kế Thiên Dương được giải thoát môn, biết tất cả chúng sanh tạo nghiệp thọ báo. Phổ Kiến Thập Phương Thiên Dương được giải thoát môn, thì hiện bất tư nghị thân hình chúng sanh sai khác. Lúc đó Thiền Quá Thiên Dương thừa qua lực của Phật quan sát khắp tất cả quá lạc thiên chúng, rồi nói kệ rằng: Thế gian nghiệp tánh chẳng nghĩ bàn, Phật gì quần mê đều khai thị, khéo nói lý chân thật nhân duyên. Tất cả chúng sanh nghiệp sai khác, các môn quán Phật vô sở hữu, mười phương tìm cầu bất khả đắc, pháp thân thị hiện không chân thật. Tịch Âm Thiên Dương thấy pháp này công hạnh của Phật vô lượng kiếp, vì giết si mê cho thế gian nên dùng tình quang thường chiếu soi. Lực Quang Thiên Dương đã được ngộ âm thanh di diệu của thế gian, không thể sánh được tiếng của Phật. Phật dùng một tiếng khắp mười phương, Trang Nghiêm Thiên Dương môn giải thoát. Bao nhiêu phước lực của thế gian chẳng bằng một tướng nơi thân Phật. Phước đức của Phật đồng hư không, niệm Quang Thiên Dương đã được thấy tam thế có nhiều vô lượng kiếp, bao nhiêu hình tướng thành cùng hoại, hiện đủ nơi trong chân long Phật. Dân Âm Thiên Dương đã rõ biết thập phương hư không có thể lượng, chân long của Phật không lường được. Như vậy vô ngại bất tư nghị, Diệu Kế Thiên Dương đã tỏ ngộ Phật trong vô lượng kiếp quá khứ rộng tu đầy đủ ba la mật, tinh tấn thực hành không mỏi nhàn. Hỷ Huệ Thiên Dương đã được biết nhân duyên nghiệp tánh bất tư nghị, Phật vì thế gian đều diễn thuyết, khắp tánh thanh tịnh vốn không nhân. Qua Quang Thiên Dương ngộ nhập được, ông nên quán Phật một chân long, tất cả chúng sanh ở trong đó, chúng cũng chẳng đến cũng chẳng đi. Phổ Kiến Thiên Dương đã hiểu biết, Tri Túc Thiên Dương được giải thoát môn, tất cả Phật xuất thế đều viên mãn pháp luân giáo hóa. Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Dương được giải thoát môn, thân quang minh thanh tịnh khắp hư không giới. Tối Thắng Công Đức Tràng Thiên Dương được giải thoát môn, nguyện hải thanh tịnh tiêu diệt khổ thế gian. Tịch Tịnh Quang Thiên Dương được giải thoát môn, khắp hiện thân thuyết pháp. Thiền Mục Thiên Dương được giải thoát môn, khắp thanh tịnh tất cả chúng sanh giới. Bửu Phong Nguyệt Thiên Dương được giải thoát môn, tạng vô tận thường hiện tiền giáo hóa khắp thế gian. Dũng Kiện Lực Thiên Dương được giải thoát môn, khai thị tất cả cảnh giới chánh giác của chư Phật.
Kim Cang Diệu Quang Thiên Dương được giải thoát môn, kiên cố tâm bồ đề của chúng sanh, làm cho không hư hoại. Tinh Tú Tràng Thiên Dương được giải thoát môn, chư Phật xuất thế đều thân cận, quan sát phương tiện điều phục chúng sanh. Diệu Trang Nghiêm Thiên Dương được giải thoát môn, một niềm biết rõ tâm chúng sanh tùy cơ ứng hiện. Lúc đó, Tỳ Túc Thiên Dương thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả Đâu Xuất Đà Thiên chúng, rồi nói kệ rằng: Như Lai trọng lớn khắp pháp giới, với các chúng sanh đều bình đẳng, khắp ứng quần sanh xiển pháp màu, khiến vào pháp đang tư thanh tịnh, Phật thân hiện khắp cả mười phương, vô trước vô ngại, bất khả thủ, các thứ sắc tượng chúng đều xem. Hỷ Kế Thiên Dương được ngộ nhập, Như Lai thuở xưa đã tu hành, đại nguyện thanh tịnh sâu như biển, tất cả Phật pháp đều được đầy. Thắng Đức Thiên Dương đã được biết, Như Lai pháp thân bất tư nghị, như bóng phân thân khắp pháp giới, khắp nơi xiển minh pháp diệu màu. Tịnh Hoa Thiên Dương được giải thoát, chúng sanh nghiệp hoặc luôn che đậy, kiêu mạn phóng dật lòng vuông lung, Như Lai vì họ dạy pháp lành. Thiện Mục Thiên Dương đã rõ biết, nhất thiết thế gian trên đạo sư, vì cứu vì độ mà xuất hiện, chỉ cho chúng sanh chỗ an vui. Phong Nguyệt Thiên Dương đã thâm nhập cảnh giới chư Phật bất tư nghị, tất cả pháp giới đều cùng khắp, vào nơi các pháp đến bờ kia. Dũng Huệ thấy được lòng mừng rỡ, nếu có chúng sanh đáng dạy bảo, nghe Phật công đức phát đạo tâm, kiến trụ phước hải thường sạch trong. Diệu Quang Thiên Dương hay quán sát mười phương quốc độ số di trạch, tất cả chư Phật đều đến họp, cung kính nghe pháp lại cúng dường. Tinh Tú Tràng Dương đã được thấy, chúng sanh tâm hải chẳng nghĩ bàn, không trụ không nương cũng không động, Phật nơi một niềm thấy rõ ràng. Diệu Trang Nghiêm Dương khéo rõ biết. Thời Phần Thiên Dương được giải thoát môn, phát khởi thiện căn của chúng sanh, khiến họ lìa hẳn ưu não. Diệu Quang Thiên Dương được giải thoát môn, vào khắp tất cả cảnh giới. Vô Tận Huệ Công Đức Tràng Thiên Dương được giải thoát môn, sức đại bi dứt trừ tất cả khổ hoạn. Thiện Hóa Đoan Nghiêm Thiên Dương được giải thoát môn, rõ biết tâm của tất cả chúng sanh trong ba đời. Tổng Trì Đại Quang Minh Thiên Dương được giải thoát môn, Đà La Ni Quang Minh ghi nhớ tất cả pháp không quên mất. Bất Tư Nghị Huệ Thiên Dương được giải thoát môn, phương tiện bất tư nghị khéo vào tự tánh của tất cả nghiệp. Luân Tê Thiên Dương được giải thoát môn, phương tiện chuyển pháp luân thành thục chúng sanh. Quang Diệm Thiên Dương được giải thoát môn, quảng đại nhãn quan sát khắp chúng sanh mà đến điều phục. Quang Chiếu Thiên Dương được giải thoát môn, siêu xuất tất cả nghiệp chướng, chẳng thuận theo chỗ làm của ma. Phổ Quán Sát Đại Danh Xưng Thiên Dương được giải thoát môn, khéo dạy bảo tất cả thiên chúng, khiến thực hành tâm thanh tịnh. Lúc đó, thời Phần Thiên Dương thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả dạ ma thiên chúng, rồi nói kệ rằng: Phật nơi vô lượng kiếp lâu xa, đã cạn thế gian biển ưu não, mở rộng đạo ly trần sạch trong, soi sáng chúng sanh đèn trí huệ. Như Lai pháp thân rất rộng lớn, thập phương biên tế bất khả đắc, tất cả phương tiện không thể lượng. Diệu Quang Thiên Dương trí khéo nhập, sinh lão bệnh tử ưu bi khổ, bức ngặt thế gian không tạm dứt, Như Lai xót thương nguyện nhất trừ. Vô Tận Thiên Dương đã tỏ ngộ, Phật trí như quyển không chướng ngại, nơi tất cả pháp đều thấu suốt, vào trong tâm hành của chúng sanh. Cảnh giới của Thiên Dương thiện quá, tổng trì biên tế bất khả đắc, biện tài đại hải cũng vô tận, hay chuyển thanh tịnh diệu pháp luân. Đại Quang Thiên Dương môn giải thoát, nghiệp tánh trọng lớn không cùng tận, trí huệ giác ngộ khéo khai thị, tất cả phương tiện bất tư nghị. Bất Tư Nghị Dương được ngộ nhập, chuyển bất tư nghị diệu pháp luân, hiển thị tu tập bồ đề đạo, dứt hẳn các khổ của chúng sanh. Luân Tê Thiên Dương môn phương tiện, Như Lai chân thân vốn không hai, tùy hình thế gian khắp ứng hiện, chúng sanh đều thấy ở trước mình. Cảnh giới này Diệm Thiên đã chứng, chúng sanh một phen thấy được Phật, tất cả nghiệp chướng sẽ trừ sạch, lìa các nghiệp ma trọn không thừa, là đạo sở hành của Quang Chiếu. Tất cả chúng hội như đại hải, Phật ngự trong đó rất quay diệu, khắp rưới pháp vũ quần chúng sanh, danh xưng Thiên Dương được giải thoát. Thích Ca Nhân Đà La Thiên Dương được giải thoát môn, ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế, nhận đến quốc độ thành hoại, đều thấy rõ rất vui mừng. Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Dương được giải thoát môn, có thể làm cho sắc thân của Phật rất thanh tịnh rộng lớn, thế gian không gì sánh bằng. Từ Một Vũ Kế Thiên Dương được giải thoát môn, từ dân khắp che trùm. Bửu Quang Tràng Danh Xưng Thiên Dương được giải thoát môn, hằng thấy Phật hiện các thứ thân hình tướng quay đích ở trước tất cả thế chủ. Phá
Phát sanh hỷ lạc kế thiên dương, được giải thoát môn, biết thành ấp cung điện của tất cả chúng sanh từ phước nghiệp nào cảm ra. Đoan chánh niệm thiên dương, được giải thoát môn, biết tướng kiếp thành kiếp hoại chuyển biến của tất cả thế gian. Thành tựu niệm thiên dương, được giải thoát môn, ghi nhớ hạnh điều phục chúng sanh của vị Lai Bồ Tát. Tịnh qua quang thiên dương, được giải thoát môn, rõ biết nhân duyên khoái lạc của tất cả chư thiên. Trí nhược nhãn thiên dương, được giải thoát môn, khai thị thiện căn thọ sanh của tất cả thiên tử, khiến không mê lầm. Tự tại quang minh thiên dương, được giải thoát môn, khai ngộ tất cả thiên chúng, giết hẳn các điều nghi. Lúc đó Thích Ca Nhân Đà La Thiên Dương thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả đao lợi thiên chúng, rồi nói kệ rằng: Tôi nhớ tất cả tam thế Phật, bao nhiêu cảnh giới đều bình đẳng, các quốc độ kia hoại hoặc thành, quay thần của Phật đều được thấy. Phật thân rộng lớn khắp mười phương, tướng hảo quần sanh đều lợi ích, quang minh chói sáng khắp mọi nơi. Đạo này phổ xưng đã được thấy, đại từ phương tiện của Như Lai, kiếp xưa tu hành rất thanh tịnh, quá đạo chúng sanh thật vô biên. Bửu kế thiên dương đã tỏ ngộ, tôi nhớ công đức của Pháp Dương, trên hết trong đời không ai sánh, phát sanh quảng đại quang hỷ tâm. Bửu quang thiên dương được giải thoát, Phật biết nghiệp lành của chúng sanh, các thứ thắng nhân sanh đại phước, điều khiến hiển hiện không có thừa. Hỷ kế thiên dương đã được thấy, chư Phật xuất hiện khắp mười phương, tất cả thế gian đều cùng khắp quán sát điều phục tâm chúng sanh. Chánh niệm thiên dương đã tỏ ngộ, Như Lai trí thân bát rộng lớn, di trần thế giới đều thấy suốt, như vậy cùng khắp nơi mười phương. Thắng âm thiên dương được giải thoát, Phật tử thật hành hành bồ đề, chân long của Phật đều hiện đủ, số kia vô lượng bất tư nghị. Thanh niệm thiên dương đã thấy rõ, thế gian tất cả sự an vui, tất cả đều do Phật xuất thế, Như Lai công đức bất tư nghị. Qua quang thiên dương môn giải thoát, nếu niệm Như Lai trước công đức, dẫn đến một niệm tâm kính ngưỡng, lo sợ ác đạo đều dứt trừ. Trí nhãn thiên dương được tỏ ngộ, trong pháp tịch diệt đại thần thông, tùy chúng sanh tâm đều khắp ứng, bao nhiêu nghi hoặc khiến dứt trừ, quang minh thiên dương đã chứng được. Nhật thiên tử được giải thoát môn, tịnh quang chiếu khắp mười phương chúng sanh, tận kiếp vị lai thường làm lợi ích. Quan diện nhãn thiên tử được giải thoát môn, dùng tất cả tùy loại ứng thân khai ngộ chúng sanh, làm cho vào biển trí huệ. Tu di quan quan hỷ tràng thiên tử được giải thoát môn, làm chúa tất cả chúng sanh, khiến siêng tu vô biên công đức thanh tịnh. Tịnh bửu nhật thiên tử được giải thoát môn, tu tất cả khổ hành thâm tâm quan hỷ. Dũng mãnh bất thối chuyển thiên tử được giải thoát môn, quang minh vô ngại soi khắp, khiến tất cả chúng sanh được thêm tinh sản. Diệu quá anh quang minh thiên tử được giải thoát môn, tịnh quang chiếu khắp thân chúng sanh, khiến sanh lòng vui mừng tinh hiểu. Tối thắng tràng quang minh thiên tử được giải thoát môn, quang minh chiếu khắp tất cả thế gian, khiến thành tựu những công đức vi diệu. Bửu kế phổ quang minh thiên tử được giải thoát môn, biển đại bi hiện vô biên cảnh giới, các thứ sắc tướng trang nghiêm. Quang minh nhãn thiên tử được giải thoát môn, làm cho chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh, thấy tạng pháp giới. Trì đức thiên tử được giải thoát môn, phát sanh tâm thanh tịnh tương tục, làm cho chẳng hư hoại. Phổ vận hành quang minh thiên tử được giải thoát môn, phổ vận nhật cung điện chiếu thập phương chúng sanh, khiến việc làm được thành tựu. Lúc đó nhật thiên tử thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng nhật thiên tử, rồi nói kệ rằng: Trí huệ quang Như Lai rộng lớn, chiếu khắp mười phương các quốc độ, chúng sanh đều thấy đức Như Lai, điều phục quần mê nhiều phương tiện. Như Lai sắc tướng thật vô biên, hiện thân theo lòng chúng sanh thích, khắp mở trí huệ cho thế gian. Diệm nhãn thiên tử quan sát thấy, Phật thân vô tỷ không ai bằng, quang minh chiếu sáng khắp mười phương, là bậc vô thượng hơn tất cả. Pháp môn như vậy quang hỷ được, vì lợi cho đời tu khổ hành, qua lại các cõi vô lượng kiếp, quang minh biến tịnh như hư không. Tịnh bửu thiên tử đã được biết, Phật diễn diệu âm không chướng ngại, cùng khắp mười phương các quốc độ, đều dùng pháp dị lợi quần sanh, phương tiện như đây dũng mãnh rõ. Phóng quang minh lớn bất tư nghị, thanh tịnh tất cả loài hàm thích, điều khiến phát sanh tinh hiểu sâu. Qua âm thiên tử được ngộ nhập, thế gian chỗ có những quang minh chẳng bằng ánh sáng chân long Phật. Phật quang như vậy bất tư nghị, thắng tràng thiên tử được giải thoát, tất cả chư Phật pháp như vậy, ngồi cội bồ đề thành chánh giác, khiến kẻ tà ác về đường lành. Bửu kế thiên tử thấy như vậy, chúng sanh ngu si khổ tối tâm, vì muốn cho họ được tình nhãn, nên Phật vì họ thắp huệ đăng. Thiện bục thiên tử quan sát thấy,
đấng tự tại phương tiện giải thoát, nếu ai được gặp cúng một lần, phước này giúp họ lần chuyển quả. Phương tiện trên đây trì đức được vô lượng môn trong một pháp môn, vô lượng ngàn kiếp nói như vậy. Diễn thuyết pháp môn nghĩa nhiệm màu, phổ vận quan thiên đã hiểu rõ. Nguyệt Thiên Tử được giải thoát môn tịnh quang chiếu khắp pháp giới nhiếp quá chúng sanh. Qua Dương Kế Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn quan sát tất cả chúng sanh, khiến họ vào khắp vô biên pháp. Chúng Diệu Tịnh Quang Thiên Tử được giải thoát môn rõ biết tâm niệm phan duyên của tất cả chúng sanh. An Lạc Thế Gian Tâm Thiên Tử được giải thoát môn đem sự vui bất tư nghị cho tất cả chúng sanh. Thọ Dương Nhãn Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn tùy thời thủ hộ, khiến được thành tựu như nông gia gieo giống. Xuất Hiện Tịnh Quang Thiên Tử được giải thoát môn từ bi cứu hộ tất cả chúng sanh, khiến họ được thấy những sự thọ khổ thọ vui. Phổ Du Bất Động Quang Thiên Tử được giải thoát môn có thể cầm mặt nguyệt thanh tịnh hiện khắp mười phương. Tinh Tú Dương Tự Tại Thiên Tử được giải thoát môn khai thị tất cả pháp dư quyển như hư không vô tướng không tự tánh. Tinh Giác Nguyệt Thiên Tử được giải thoát môn vì khắp tất cả chúng sanh khởi công dụng lớn. Đại Quay Đức Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn giúp tất cả ghi hoặc. Lúc đó Nguyệt Thiên Tử thừa quay lực của Phật quan sát khắp tất cả chư thiên tử trong Nguyệt Cung Điện, rồi kể rằng: Phật phóng quang minh khắp thế gian, chiếu sáng mười phương các quốc độ, chuyển pháp rộng lớn bất tư nghị, phá hẳn chúng sanh nghiệp si ám, cảnh giới vô biên lại vô tận. Trong vô lượng kiếp thường khai thị thần lực tự tại độ quần sanh. Qua khế như vậy quán sát Phật, tâm lượng chúng sanh niệm niệm khác, Phật trí rộng lớn đều rõ biết, thuyết pháp cho họ được vui mừng. Diệu Quang Thiên Tử được giải thoát, chúng sanh không có thật an vui, mê chìm ác đạo họ sự khổ. Như Lai dạy họ pháp tánh môn. Lạc Tâm Thiên Tử suy cảm thấy Như Lai hy hữu đại từ bi, vì lợi chúng sanh vào các cõi, thuyết pháp khuyên họ khiến làm lành. Nhãn Quang Thiên Tử đã rõ biết Thế Tôn khai thị pháp quang minh, phân biệt thế gian các nghiệp tánh, chỗ làm thiện ác không mất ư. Tịnh Quang Thiên Tử lòng vui đẹp, Phật là chỗ nương tất cả phước, dĩ như địa cầu dình cung điện, khéo truyền đạo màu rất an vui. Phương tiện như đây bất đồng thấy, lửa trí sáng lớn cùng pháp giới, hiện hình vô số đồng chúng sanh, mở bài chân thật vì muôn loài. Tinh Tú Thiên Dương được tỏ ngộ, Phật như hư không không tự tánh, vì lợi chúng sanh hiện thế gian, tướng hảo trang nghiêm như bóng hình. Tịnh Giác Nguyệt Thiên thấy như vậy, chân long thân Phật diễn thinh âm, mây pháp thế gian che trùm khắp, người thấy kẻ nghe đều vui mừng. Đại Quay Đức Thiên được giải thoát.